Cái nào cũng ngon. Cái nào? Đồ chay là ngon à? Cái nào thấy cũng ngon à? Đồ chay là ngon à? Tôi thích đồ chay ha. Bữa nay anh nấu cái gì? Ăn lấy bị, người ta cũng nói mình ăn lấy bị giờ đừng. Lấy hai cái. Lấy ăn hai cái mới có cặp. Thôi ăn là lấy vị thôi. Tôi kêu bà Tâm đó nha, tôi kêu chú chú này đây nè. Khác. Đúng rồi. Đó là mắm gì không biết. Mắm không?